Sáng ngày 5 tháng 6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhận xét: "Các cháu rất xứng đáng với danh hiệu đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, xứng đáng là người chủ nhỏ của thành phố Hồ Chí Minh và đất nước." Buổi gặp gỡ lắng nghe tiếng nói thiếu nhi giúp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc hơn những suy nghĩ, tình cảm, ước mơ hoài bão của các cháu, từ đó giúp thành phố Hồ Chí Minh có những chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp để chăm lo cho các cháu thiếu nhi ngày càng tốt hơn. Ngày 5 tháng 6, nhân kỷ niệm 111 năm, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ trong chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Sau lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã tham quan triển lãm chuyên đề Về nơi giấu chân người do Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 150 hình ảnh tư liệu hiện vật theo 3 chủ đề: Huế, nơi lưu dấu tuổi thơ người; Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh những năm đầu thế kỷ 20, nơi Nguyễn Tất Thành đến và đi tìm đường cứu nước; và di sản Hồ Chí Minh sống mãi với thời gian. Ngày 5 tháng 6, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập trong tình hình mới diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm có căn cứ tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương chính sách lớn về phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh bình thường mới. Hơn 600 đại biểu là chuyên gia, doanh nghiệp cùng lãnh đạo cấp cao nhà nước tham dự diễn đàn. Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào 3 chủ đề chính: phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch COVID-19, phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản và đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Liên quan đến vụ nam thanh niên giết bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm, ngày 5 tháng 6, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ, bàn giao Nguyễn Huỳnh Ý, sinh năm 2005, ngụ quận 12, cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, rạng sáng ngày 4 tháng 6, anh Ca, sinh năm 2004, ngụ quận Gò Vấp, đang ở trong nhà tại đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thì nghe tiếng la hét ở dưới nhà. Lúc này anh Ca chạy xuống thì nhìn thấy Ý dùng dao đâm chị Y, sinh năm 2006. Khi nạn nhân ngã gục, Ý lấy điện thoại gọi cho người cha và nói đã đâm chết chị Y. Sau đó Ý cầm dao lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Biết không thoát tội, Ý tới công an trình diện. Tại đây, Ý khai nhận mình với chị Y là vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chị Y có con được 4 tháng tuổi. Do mâu thuẫn trong tình cảm nên chị Y bỏ về nhà người thân ở quận Gò Vấp cách đây 10 ngày. Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 và càng bừng sức sống đón khách quay trở lại vào dịp hè này. Giá vé hợp lý, khách tham quan có thể vừa ngắm các loài thú vừa tham gia các trò chơi là những điểm thu hút khách. Bên cạnh đó, Thảo Cầm Viên cũng tổ chức các chương trình văn nghệ, âm nhạc, xiếc để đáp ứng nhu cầu giải trí của khách. Ngoài lượng khách tham quan đông dần, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn đón nhiều trường học tổ chức hoạt động tham quan ngoại khóa cho học sinh, cũng như không ít gia đình đưa con đến thăm thú, vui chơi giải trí khi vừa bế giảng năm học. Theo hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông vào sáng ngày 5 tháng 6, một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ hoàn thành một cuộc tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 18 của Triều Tiên kể từ đầu năm tới nay. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS cho biết đã phát hiện các vụ phóng của Triều Tiên từ 9 giờ 8 phút đến 9 giờ 43 phút theo giờ địa phương từ các vị trí xung quanh khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng. Theo GCS, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát các hoạt động của phía Triều Tiên, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Mỹ, duy trì tư thế sẵn sàng. Phó Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ triệu tập cuộc họp về vụ phóng của Triều Tiên. Cục diện ở bảng C sau lượt đầu tiên rõ ràng Hàn Quốc quá mạnh. Số còn lại vào tứ kết của bảng này gần như là cuộc đua giữa Việt Nam và Thái Lan. Bất phân thắng bại ở trận ra quân, hai đội sẽ phải tính toán cho hai trận còn lại.
đó là thắng đậm Malaysia và cố tránh thua với tỷ số cách biệt trước Hàn Quốc. Trận này đối thủ của Việt Nam mạnh hơn Thái Lan, lực lượng đồng đều, có chiều sâu hơn. Trận này chắc chắn là Văn Toản không thi đấu và Văn Chuẩn hy vọng đứng trong khung thành. Những nhân tố khác hy vọng sớm đạt thể trạng tốt nhất để kịp quay lại đội hình chính là Thanh Bình và Hoàng Anh. Nếu Thanh Bình kịp trở lại thì Mạnh Dũng sẽ được trả về hàng tiền đạo. Khi ấy các pha phản công của đội sẽ tăng hiệu lực hơn. Ba lần gặp nhau gần đây, phần thắng đều nghiêng về U23 Hàn Quốc. Mục tiêu của thầy trò ông Gông, ông Trần Minh Chiến, huấn luyện viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nghĩ rằng là hướng đến một kết quả hòa bằng việc trở lại lối đá chặt chẽ. Chia điểm thì tốt, còn không thì thua với cách biệt tối thiểu để giữ tâm lý tốt trước trận gặp Malaysia.